minh ngọc xin mến chào quý khán thính giả thân yêu của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến với mỗi người phụ nữ mỗi đứa trẻ được sinh ra đều như những thiên thần đậu xuống cuộc đời của họ và tình yêu thương dành cho con cùng với niềm hạnh phúc được làm mẹ cứ thế đong đầy theo năm tháng nhưng người phụ nữ trong câu chuyện mà hôm nay minh ngọc kể cho các bạn nghe lại không có được niềm hạnh phúc ấy chị bị người chồng gán cho cái tội gái độc không con, bị phản bội trong đớn đau và uất ức bởi kẻ cướp đi hạnh phúc lứa đôi của chị lại chính là đứa con gái nuôi mà chị đã nâng niu dưỡng dục từ khi còn đỏ hòn. Người phụ nữ ấy đã vượt lên đớn đau như thế nào và cuộc sống đầy sóng gió bất hạnh của chị ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng Minh Ngọc theo dõi những tình tiết đầy hấp dẫn của câu chuyện đớn đau chất chồng của tác giả Hải Tiến để biết được điều đó. Ngay sau đây là diễn biến của câu chuyện. Cây độc không trái, gái độc không con. Cái câu nói đầy cay nghiệt, chua chát dành cho những người đàn bà bạc phước. Nhưng thế gian người ta chỉ biết nói cho đã miệng đòi nhưng nào mấy ai biết được những người đàn bà trong hoàn cảnh ấy họ phải chịu đắng cay biết bao nhiêu. Có lẽ điều đắng cay đau khổ nhất trong cuộc đời của mỗi người đàn bà là không có được thiên chức làm mẹ, là sự dè bỉu, đắng cay của người nhà, người đời là những giọt nước mắt lén rơi hàng đêm vì tủi phận và những lúc chạnh lòng nhìn những đứa trẻ con của những bà mẹ khác tôi cũng là một trong những người đàn bà như thế nhưng nếu nỗi đau của những người đàn bà hiếm muộn đau một thì với tôi những nỗi đau từ đó nó cứ cộng dồn lớn dần lên khiến tôi đau gấp mười tôi là một cô gái thuộc hàng con nhà khá giả trong thành phố tôi học kinh tế và ra trường với tấm bằng giỏi nhờ sự quen biết của bố mẹ mà chẳng mấy chốc tôi đã có được việc làm ổn định ở một công ty khá có tiếng ở gần nhà ở đây tôi đã gặp anh người mà tôi đã lấy làm chồng anh là mối tình đầu của tôi anh hiền lành điềm đạm với ngoại hình cao giáo và khuôn mặt rất điển trai khi ấy anh là cấp trên của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu được vì sao anh lại chọn tôi trong khi vây quanh anh là rất nhiều bóng hồng đầy xinh đẹp. Nhìn lại mình, thực ra mà nói, tôi thấy mình tuy là con gái nơi thành thị náo nhiệt hiện đại, nhưng lối sống của tôi khá là chân phương, giản dị. Khuôn mặt tôi có thể nói là khá ưa nhìn chứ không quá xinh đẹp. Nên khi anh chọn tôi, cũng khiến cho mọi người trong công ty khi ấy phải xì xào bàn tán một thời gian. Tôi cũng không biết tình yêu giữa tôi và chồng nảy nở từ bao giờ. Trong trí nhớ rời rạc của tôi, tôi chỉ nhớ khi ấy tôi là con bé mới ra trường, còn lóng ngóng mới vào làm, chỉ biết làm chân chạy vặt cho mấy anh chị trong phòng. Công việc ban đầu khi ấy chỉ là đi photo hoặc in ấn tài liệu, đi pha trà đi mua cơm trưa rồi cả đi nhận đồ dùm đồng nghiệp mà thôi. Khi ấy tôi còn chưa tiếp xúc anh lần nào. Chiều hôm đó khi tôi đang đứng photo một đống giấy tờ dày cộp thì cái máy in nó dở trứng mà đứng khựng lại. Với một đứa sinh viên chỉ suốt ngày cắm đầu và học như tôi thì không có kinh nghiệm sống cũng như không biết cách ứng phó với những sự cố đơn giản như thế loay hoay một lúc tôi gần như phát khóc vì tôi không biết sửa như thế nào đồng nghiệp thì đã về hết rồi tôi cũng chẳng biết cậy nhờ ai và khi đấy anh xuất hiện anh đến như một vị cứu tinh anh thấy tôi đang đứng loay hoay anh dừng lại mà hỏi han tôi ân cần có chuyện gì vậy bé anh gọi tôi là bé nghe dễ thương và ấm áp vô cùng tôi thoáng chốc ngượng ngùng mà đáp lại dạ cái máy bị hư em không sửa được ạ anh cười nhẹ mà lách người qua đứng kiểm tra máy giúp tôi chỉ một thoáng chốc anh đã sửa xong sau này tôi mới biết mấy cái lỗi kia chỉ là mấy lỗi đơn giản nhưng với tôi khi đấy tôi thấy anh thật giỏi và tôi lấy đó để ngưỡng mộ anh rồi thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện từ đó anh nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi thắc mắc em là nhân viên mới à tôi gượng ngùng mà vâng dạ tôi cũng có chút tò mò mà quay qua hỏi anh thế anh cũng là người mới à em mới gặp anh lần đầu anh cười cười rồi cũng gật đầu tôi thì như vớ được vàng vì mới kiếm được đồng minh vì vậy mà tôi kéo ngay anh lại mà than thở. Anh không biết đâu, em vào làm hơn 2 tuần rồi mà chưa hề được đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Mang tiếng học hành ra mà bây giờ đi làm công chuyện vặt như thế này đây. Chán lắm. Nhiều khi muốn gặp trường phòng mà than thở. Nhưng từ khi em vào làm cũng đã được gặp lần nào đâu. Tôi cứ thế mà đứng thao thao bất tuyệt, than vãn, kể lể để rồi ngày hôm sau tôi ngỡ ngàng khi được mọi người giới thiệu anh là trường phòng và lý do tôi mới được gặp anh một lần là vì anh vừa đi công tác về tự nhiên khi ấy tôi thấy xấu hổ không biết trốn vào đâu ấy vậy mà từ lúc đó tôi không còn phải làm mấy chân chạy vặt nữa mà được anh giao cho các công việc đúng với chuyên môn ban đầu tôi từ cô bé còn yếu kinh nghiệm được anh chỉ bày dần dần tôi đã thành thạo thậm chí là làm rất giỏi cũng chính vì lẽ đó mà tôi càng thêm quý anh và tình yêu đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng tôi cũng chẳng biết tôi đã yêu anh tự khi nào chỉ nhớ là hôm đó là một ngày đầy gió anh hẹn tôi tới một quán cà phê trong âm nhạc nhẹ nhàng êm dịu anh đã ngỏ lời với tôi và mặc nhiên với sự ngưỡng mộ và quý mến anh bấy lâu nay tôi đã đồng ý cũng từ đấy tình yêu của chúng tôi cứ thế diễn ra trong hạnh phúc êm đềm sau hơn một năm yêu đương chúng tôi đã tiến đến đích cuối của hạnh phúc là hôn nhân đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm hân hoan và những lời chúc phúc của mọi người bố mẹ anh cực kỳ ưng ý tôi một phần là do tôi điềm đạm giản dị giống như kiểu người mà mẹ anh thích mà có lẽ phần lớn là do gia cảnh nhà tôi cũng tương đối khá giả bố mẹ tôi cũng hài lòng với anh một người đàn ông chu toàn và có tinh thần cầu tiến bởi vậy bố mẹ tôi cực yên tâm khi mà giao phó đứa con gái duy nhất của họ là tôi cho anh người ta nói hôn nhân là lấm mồ của tình yêu nhưng đối với tôi thì lại khác cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi vẫn êm đềm và hạnh phúc khiến cho nhiều người phải ghen tị chồng tôi trong mắt người khác luôn là một hình mẫu lý tưởng về một người chồng mẫu mực ga lăng và tâm lý và ngay cả tôi cũng đã từng nghĩ anh như thế vì khi mới cưới tôi còn trẻ mới 23 tuổi nên là vợ chồng tôi thống nhất tạm thời kế hoạch chứ chưa có sinh con vội. Mặc dù bên bố mẹ anh không có hài lòng về chuyện này, nhưng anh vốn là người tâm lý, anh luôn bảo với mọi người rằng vợ em còn trẻ, cứ để cho cô ấy tung tăng thêm thời gian nữa, bây giờ ràng buộc con cái rồi, cô ấy không phát triển sự nghiệp được cũng chính vì lời anh nói đấy khiến anh trở thành một người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người và trong mắt tôi tôi ngưỡng mộ và yêu anh vô điều kiện cũng chính vì anh quá hoàn hảo mà tôi cũng chẳng bao giờ nghi ngờ hay nghĩ về anh bất cứ điều gì không tốt mặc dù công việc của anh phải đi công tác thường xuyên và thường phải hay đi nhậu gặp đối tác và về khuya Chúng tôi kế hoạch được 2 năm thì bắt đầu có sự thúc ép từ bố mẹ anh. Đến thời điểm này, mặc dù anh không tạo áp lực cho tôi, nhưng khi này tôi cũng đã sẵn sàng để làm mẹ. Vì vậy, tôi đã quyết định ngưng sử dụng thuốc để chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Nhưng mà tôi ngưng thuốc 3 tháng rồi vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Cứ hàng tháng thấy bà gì tới, tôi lại thấy buồn quá. Nhưng khi ấy, anh lại động viên tôi, "Không sao đâu em, vì em uống thuốc trong thời gian dài nên đôi khi trong người còn thuốc, đừng lo lắng, rồi chúng ta sẽ có những đứa con thôi mà." Những khi ấy, tôi lại thôi lo lắng mà cùng anh chìm vào giấc ngủ. Rồi lại 6 tháng qua đi, tôi vẫn không hề có dấu hiệu mang thai. Khi này, tôi không chỉ lo lắng mà thêm buồn vì tôi sợ sợ rằng mình không thể cho anh một đứa con nhưng trái lại với sự lo lắng của tôi anh luôn cười và động viên tôi rất nhiều nhưng mặc dù tôi cố gắng bình thường nhất có thể để cho anh không phải bận lòng nhưng thực ra trong lòng tôi đang ngập tràn bão tố lại một năm qua đi lần này không chỉ tôi lo mà Thêm mẹ anh cũng lo Bà tới ở luôn nhà chúng tôi Để lo thuốc thang Và nấu đồ tầm bổ Cho tôi nhanh chóng có thai Những khi thấy mẹ chồng Lụi cụi nấu trong bếp Rồi bê cho tôi từng chén thuốc Mà lòng tôi thêm hổ thẹn Vô cùng Ban đầu Mẹ chồng kỹ nưỡng thuốc thang Cho tôi đầy đủ Nhưng sau nửa năm không thấy kết quả gì bà cũng dần nản lòng với tôi bà không còn nhẹ nhàng vui vẻ với tôi nữa thay vào đó là những lời nói cộc lốc lạnh lùng sau dần là những lời mai mỉa trong suy nghĩ của bà thì lý do không có con chỉ có thể là tôi vì chồng tôi to cao khỏe mạnh không thể nào mà có chuyện khó có con được còn về phần tôi sau bao năm uống thuốc nên khả năng chỉ có tôi mà thôi ban đầu tôi cứ cố xua đi cái suy nghĩ đó nhưng lâu dần mẹ chồng cứ nhắc tới quá nhiều lần khiến tôi tự mặc định vấn đề chậm con là do mình rồi thì mẹ chồng thúc giục vợ chồng tôi đi kiểm tra để chứng minh cho lời bà nói là đúng tôi lo lắng cùng chồng đi tới bệnh viện làm kiểm tra một tuần chờ đợi kết quả ngay sau đó là chuỗi ngày ác mộng đối với tôi tôi cứ sống trong thấp thỏm lo âu tôi cứ cầu mong mình mạnh khỏe nhưng tôi càng lo lắng nếu chồng tôi có vấn đề dù một trong hai chúng tôi có vấn đề thì đều đau khổ cả áp lực chờ kết quả khiến tôi ức chế một thì áp lực mẹ chồng chút lên tôi lại gấp mười. Suốt một tuần đó, những điều bà reo vào đầu tôi chỉ là nhìn thì biết chứ cần gì chờ kết quả nữa. Số nhà tôi thì xác định là bạc phước rồi. Rồi thì là cây độc không trái, gái độc không con. Những lời nói đó nó cứ ghim sâu vào từng thớ thần kinh của tôi, khiến cho tôi bao đêm không ngon giấc. Những câu nói cứ âm ỉ mà len lỏi và giấc mơ của tôi hàng đêm. Suốt một tuần xa suốt mà tôi đổ bệnh, tới ngày nhận kết quả, tôi không thể nhấc nổi người ra khỏi giường. Anh không để tôi đi, anh bắt tôi phải nghỉ ngơi và tự anh sẽ đi nhận kết quả. Còn tôi vừa sốt vừa mệt nằm thấp thỏm chờ anh mang kết quả về. Tiếng ầm ĩ ở phía bên ngoài phòng khách khiến cho tôi tỉnh giấc, là tiếng cự cãi của anh và mẹ anh rất lớn tiếng. Tôi nghe rõ tiếng mẹ anh đang quát ầm lên. "Đó, tao đã nói từ đầu rồi mà anh cứ cãi tôi cho bằng được, giờ thì anh nhìn đi, anh định bao che cho chị ấy tới bao giờ?" tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ chồng còn chồng tôi vẫn im lặng tiếp theo là trận khóc lóc như mưa của mẹ chồng tôi bà cứ gào toáng lên bà khóc như muốn trút hết bao uất ức bấy lâu nay trong lòng bà trời ơi là trời nhà tôi vô phúc nên bây giờ mới khốn khổ như thế này vậy trời tôi bỏ công bỏ của săn sóc cho chị để giờ tôi chẳng được cái gì không lẽ thân già này mong mỏi một đứa cháu cũng là có tội hay sao được một lát thì chồng tôi cũng bò vào trong phòng mặc cho mẹ chồng tôi vẫn đứng gào khóc ở phòng khách chồng tôi vào phòng tôi nhìn anh với ánh mắt chờ đợi cũng không biết anh đang nghĩ gì nhưng anh không nhìn vào mắt tôi hình như anh đang muốn né tránh điều gì đó Tôi run run cầm lấy hai tờ giấy xét nghiệm từ tay anh và kết quả khiến tôi đau đớn đến ngã quỵ. Anh khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì cả, chỉ có tôi là không thể có khả năng sinh con. Con chữ vô sinh lạnh lùng nằm chỉnh hình, hiện rõ mồn một lên trên tờ giấy khiến tay tôi run run, mắt tôi nhòe đi và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi ngất lịm đi vì sức ép quá lớn. Những chuỗi ngày, bao nhiêu đêm tôi cứ khóc. Chồng tôi vẫn cố gắng động viên tôi rất nhiều, nhưng mà chẳng thể nào xua đi được áp lực trong tôi một chút. Mẹ chồng tôi nay không còn mai mỉa một cách bóng gió nữa. Trong bữa cơm hôm ấy, bà hàn học mà nói thẳng vào mặt tôi. Nếu chị không đẻ được ấy, thì để cho con tôi nó kiếm một đứa con. Không lẽ chị định chôn đời con trai tôi mãi như thế này sao? Tôi chỉ biết buông bát đũa xuống mà rơi nước mắt. Tủi hổ không biết nói câu nào. Chồng tôi cắt ngang lời mẹ mà can ngăn kìa mẹ tụi con còn trẻ việc gì cứ nặng nề chuyện con cái cho áp lực không việc gì phải vội rồi cũng sẽ có cách để chữa trị cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc mẹ chồng tôi tức tối mà hầm hầm bỏ về từ dạo đó bà không thèm nói chuyện với tôi bất kỳ một lần nào bà cũng không tới nhà vợ chồng tôi nữa mà mỗi khi có việc gì cần bà chỉ gọi cho chồng tôi hoặc bà sẽ gọi chồng tôi về riêng tôi bà nói với chồng tôi rằng bà không muốn tôi xuất hiện trong căn nhà của bà ấy nữa đến một ngày khi sự ức chế và mệt mỏi của tôi ngày một nhiều lên tôi đã đề nghị với anh việc ly hôn nhưng anh không đồng ý mặc cho tôi kiên quyết cái cỡ nào tôi vùng vằng bỏ về nhà bố mẹ mình tận hai tháng suốt hai tháng rộng tôi nghỉ việc và cứ lặng lẽ giam mình lại một mình trong căn phòng cô độc đối với tôi anh là tất cả nhưng tôi lại chẳng thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh trước bao nhiêu áp lực và sự dè bỉu của mọi người anh lại tỏ ra bình thản và bảo vệ tôi điều ấy lại khiến tôi cảm thấy anh thật cao thượng và tôi lại cảm thấy tôi có lỗi với anh nhưng tôi càng quyết tâm ly hôn thì anh lại càng kiên quyết không bỏ tôi khiến tôi lại càng đau khổ sáng hôm đó khi tôi còn đang vùi mình ủ ê trong chán trường thì mẹ chồng tôi xuất hiện bà tới thẳng nhà tôi để gặp bố mẹ tôi tôi bước ra với khuôn mặt tàn tạ và xanh mét nhưng bà ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần bà đưa khuôn mặt lạnh tanh mà nói chuyện với bố mẹ tôi chuyện của hai đứa ấy, thì ông bà cũng biết rồi bây giờ để tốt cho cả hai thì tôi có gợi ý như thế này một là để cho con trai tôi có một đứa con riêng cứ thuê người nào mang thai hộ xong rồi nuôi nấng và chúng nó vẫn cứ sống với nhau như thế này thứ hai nếu như chuyện này khó chấp nhận quá thì mong ông bà khuyên van cháu buông tha cho con trai tôi một cách dứt khoát để nó lấy vợ khác bà ấy nói xong thì chào ra về suốt cả câu chuyện mặc dù tôi ngồi đối diện nhưng bà vẫn coi tôi như người vô hình tôi không trách bà vì tôi nghĩ chẳng người mẹ nào chấp nhận được việc con trai mình lấy một người vợ bị vô sinh như tôi bố mẹ tôi không hài lòng về cách cư xử của mẹ chồng tôi nhưng biết làm sao được khi người không sinh con được lại là tôi nên dù có tức tối nhưng bố mẹ tôi vẫn phải nín nhịn vào trong. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ lời mà mẹ anh đề nghị. Suốt mấy đêm dài tôi cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Tôi yêu anh, tôi thật sự không muốn rời bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu tôi cứ cố gắng giữ anh cho riêng mình thì tôi thực sự ích kỷ. Bây giờ chúng tôi còn trẻ có thể sẽ êm đềm nhưng thêm một vài năm nữa thì sẽ làm sao càng nghĩ tôi lại càng thấy mông lung và đau khổ tôi không biết phải làm sao trong tình cảnh này mấy ngày sau thì anh đến đón tôi về mặc dù tôi không muốn nhưng trước sau gì cũng phải giải quyết hết những khúc mắc này nên là tôi chấp nhận về cùng anh để cùng nhau ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn một lần tôi đã đề nghị anh nên tìm một đứa con riêng nếu không đủ tiền bạc tôi chấp nhận để người phụ nữ khác mang thai đứa con của anh và tôi sẽ nuôi nấng chăm sóc đứa con riêng của anh với tất cả tình thương và lòng bao dung mặc dù phải chia sẻ người đàn ông của mình cho người đàn bà khác là một điều thật sự đau khổ nhưng mà tôi chấp nhận mà ngoài chấp nhận ra thì tôi cũng làm được điều gì khác tôi nhìn anh với vẻ mặt đầy đau khổ em đồng ý để anh tìm một đứa con riêng em sẽ không ích kỷ và sẽ chăm sóc đứa bé đó thật tốt trái với điều tôi nghĩ anh gạt phắt ngay cái lời tôi vừa nói sao em cứ bi quan thế nhỉ anh chưa muốn có con lúc này nhà có trẻ con ấy, ồn ào, nó không thích. Tôi biết là anh đang cố tình xoa dịu đi áp lực trong tôi. Nhưng mà cũng nhờ một phần như thế mà chúng tôi lại tiếp tục quãng ngày chung sống êm đềm. Được một thời gian, tôi gom góp được một số tiền kha khá cùng với việc vay mượn. Tôi bản anh đến bệnh viện lớn trong thành phố để làm thủ tục thụ tinh nhân tạo tôi cũng rất đắn đo về quyết định này nhưng vì sự hy sinh của anh dành cho tôi quá lớn mà tôi quyết định cố gắng mang lại cho anh một đứa con dù có khó khăn cỡ nào anh có vẻ không bằng lòng với ý định đó của tôi anh cứ tìm cách khoái thác và lảng tránh chuyện đi làm thụ tinh có những lúc trong lòng tôi lại nghĩ có lẽ nào anh không muốn có con thật sao Trước sức ép quá lớn của tôi, anh đành phải cùng tôi tới bệnh viện để tư vấn làm thủ tục thụ tinh. Sau một hồi tham khảo, nào là phải chọc trứng, chích thuốc, anh kiên quyết chối từ việc làm thụ tinh. Tôi khi ấy đã nước mắt lưng tròng mà hỏi anh, anh không muốn cho em được làm mẹ hay sao? Anh vẫn điềm đạm mà ôn tồn giải thích với tôi anh không muốn em phải chịu đau tôi lại một lần nữa òa khóc ôm lấy anh vì sự cao thượng của anh đến cuối cùng thì anh vẫn luôn nghĩ cho tôi vậy là sau một hồi được anh thuyết phục tôi lại cùng anh về nhà thời gian đấy mẹ chồng cứ nghĩ chúng tôi sẽ làm thụ tinh nên bà không gây áp lực nhưng một thời gian sau khi bà không thấy động tĩnh gì thì bà mới làm ầm lên khi biết anh quyết định không làm thụ tinh lại một lần nữa để bảo vệ tôi trước cơn thịnh nộ của mẹ anh quyết định nhận con nuôi và lẽ dĩ nhiên mẹ chồng đã làm ầm ĩ lên một thời gian bà không ngừng dành cho tôi những lời xỉ vả thật tồi tệ Cuối cùng thì để bảo vệ tôi tới cùng, anh vẫn kiên quyết nhận con nuôi và anh đã bị mẹ chồng tôi từ mặt. Chúng tôi đến trung tâm nuôi trẻ mộ côi, dự định ban đầu là chúng tôi muốn xin nuôi một bé trai. Nhưng có lẽ do duyên số mà chúng tôi khi đấy lại gặp một bé gái vừa sinh còn đỏ hòn. Theo lời mấy người ở trung tâm nói thì mẹ đứa bé này mới 16 tuổi. Cũng vì lầm lỡ không có khả năng nuôi con mà đành bỏ lại con ở nơi này. Tôi hơi chần chừ trước việc nhận nuôi con gái. Tôi cũng không nghĩ gì xa xôi, nhưng mà thực bụng tôi chỉ muốn nhận nuôi con trai. Chồng tôi hình như hiểu tâm tư của tôi mà thắc mắc. Hình như em đang nghĩ quá xa rồi thì phải. Sau một hồi suy nghĩ thì chúng tôi cũng quyết định đón bé gái về và từ đấy chúng tôi đã có con. Có lẽ lời anh nói anh ghét con nít chỉ là lời nói dối để động viên tôi bước qua những ngày u ám, bởi vì từ ngày có con, anh như một người khác. Anh ít đi nhậu bên ngoài mà thường về sớm với con. Anh chăm con còn khéo hơn tôi nữa, thành ra con bé quấn anh lắm. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc mà con bé đã lớn và học lớp 1. Thi thoảng tôi có hỏi anh về việc có muốn có thêm một đứa con riêng hay không thì anh lại mắng tôi và tỏ ra khá bực. Anh bảo, với anh ý, chỉ cần có con bé là đủ rồi. Và chính vì vậy mà tôi lại yên tâm mà giữ trọn tình yêu đầy lòng biết ơn này với anh. Khi con bé lên cấp 2, dường như tất cả mọi người cũng dần chấp nhận việc con bé là con của tôi và anh. Không một ai đề cập tới chuyện tôi không sinh được con nữa. Bởi vậy, cuộc sống của tôi cũng trở lên nhẹ nhàng hơn. Khi con bé bắt đầu dậy thì, độ tuổi 10 năm khiến nó trở lên xinh đẹp và tràn đầy sức sống những khi ấy vợ chồng tôi lại cảm thấy vui vì trời đã cho chúng tôi một đứa con xinh đẹp chồng tôi luôn lấy làm tự hào mỗi khi có ai đó khen con gái anh sinh bởi vậy mà những cuộc gặp gỡ đối tác hoặc những cuộc vui bạn bè anh đều dẫn con bé đi theo cũng có nhiều người bạn thì thầm to nhỏ với tôi về cái chuyện thân thiết quá mức giữa anh và con gái những khi ấy, tôi chỉ cười mà gạt phát đi vì tôi chỉ nghĩ anh yêu thương con gái như con mình. Nhưng mà tối hôm đấy, khi vừa đi làm về, tôi lại thấy con gái tôi đang vô tư ngồi lên chân chồng tôi cùng coi phim. Thấy tôi mà con gái và chồng tôi đều không phản ứng gì, chứng tỏ là những hành động thân thiết này không phải là lần đầu. Tối hôm đấy, tôi có nhắc nhở chồng mình phải giữ khoảng cách nhưng mà anh lại cười xuề xòa mà gạt đi ôi dào em cứ nghĩ quá lên thế anh nuôi nấng con từ bé con yêu quý mình nó là lẽ thường với cả con mình là con nuôi nếu con nó thương mình thì đó cũng là một điều may mắn chứ sao lời anh nói quá hợp lý khiến tôi không thể nói thêm lời nào nhưng mà cái chuyện này vẫn khiến tôi thấy băn khoăn trong lòng từ những ngày sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện con gái và chồng tôi. Đúng là chồng tôi chăm bẵm thương con bé từ nhỏ, thậm chí khi con lớn, anh vẫn chủ động tắm và ngủ cùng con. Những khi đấy, tôi cũng không mảy may nghi ngờ gì cả, vì trong suy nghĩ của tôi, thực tình không có suy nghĩ về anh tồi tệ như thế. Tôi bắt đầu để ý những hành động của chồng và con gái. Quả thực giữa họ có những hành động thân thiết hơn mức bình thường. Mỗi lần chồng tôi nấu ăn, con gái tôi cũng vào phụ. Trong hai bố con vui vẻ không khác nào những cặp tình nhân mới cưới. Hoặc khi con gái tôi ở nhà cũng thản nhiên mặc những bộ đồ mát mẻ mặc dù có chồng tôi ở đó. Rồi tôi lại để ý trong những bữa cơm chồng tôi cũng săn sóc gắp thức ăn cho con gái thậm chí là tỉ mẩn ngồi gỡ từng cái xương cá cho con bất giác tôi cảm nhận những chuyện đó không còn là bình thường nữa tất cả những mối nghi hoặc đó tôi vẫn giữ kín trong lòng tôi âm thầm quan sát chứ không nói ra cho chồng tôi biết nhưng những mối nghi kỵ đó càng khiến cho đầu óc tôi thêm nặng nề và mệt mỏi tôi còn nhớ ngày hôm đó đó là ngày cuối tuần tôi đi đám cưới bạn cùng công ty ở khá xa nhà chồng tôi có ngỏ ý đưa tôi đi nhưng tôi từ chối vì muốn đi cùng bạn của mình nhưng mà suốt dọc đường đi tôi cứ có một dự cảm không tốt tâm trạng tôi cứ thấy không vui mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Cũng chính vì những cảm giác đó mà khiến cho tôi ngồi dự đám cưới mà lòng thấp thỏm không yên. Tôi chỉ ngồi một lúc rồi kiếm cớ mà ra về trước. Ngồi trên xe taxi, tôi vẫn không thôi lo lắng, trong bụng tôi cứ trộn rộn mà không rõ tại sao. Suốt dọc đường đi về, Tôi cứ tự trấn an mình rằng chỉ là do tôi suy nghĩ những chuyện đó quá nhiều nên đâm ra tôi mới như vậy. Tôi cứ cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà rõ ràng giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn đúng. Điều tôi lo lắng rõ ràng là không sai. Trước mắt tôi là cửa nhà bị khóa bên trong. Tôi có chút suốt ruột nhưng vẫn điềm tĩnh lấy chìa khóa mở cửa một cách nhẹ nhàng để vào trong nhà. Tôi chậm chậm đi lên lầu và ở nơi căn phòng ngủ của vợ chồng tôi. Trên giường ngủ của tôi là cô con gái đang quằn quại, rên rỉ, thân thể trần chuồng đang cuốn chặt lấy chồng tôi, đang cuồng nhiệt ôm chặt lấy thân thể của con gái tôi tiếng rên rỉ cùng những âm thanh ái muội vang lên khiến đầu óc tôi choáng váng quả thực tôi không thể ngờ rằng chồng tôi lại dám làm cái chuyện động trời như thế tôi đau khổ khi tôi đã tin tưởng anh tuyệt đối vậy mà anh lại phản bội tôi ngay chính trên giường của chúng tôi Chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi đứng không vững nữa. Tay tôi run run phải bám vào cánh cửa, khiến cho cánh cửa vang lên tiếng động. Tiếp theo đó là sự hoảng sợ tột độ của chồng tôi và con gái. Cả hai bọn họ nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi đến tận cùng. Tôi khi này, nước mắt đã rơi lã chả. Tôi vừa gạt nước mắt vừa hỏi chồng tôi các người đang làm cái gì sau lưng tôi vậy hả con gái tôi cuốn tấm chăn che người kín mít rồi ngồi gọn vào góc giường nhìn tôi còn chồng tôi lắp bắp vội vàng vơ lấy quần áo mà chạy theo tôi để giải thích nhưng tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa tất cả trong tôi như vỡ vụn anh đã làm niềm tin của tôi về anh vỡ tan mất rồi tôi bỏ về nhà ngoại suốt mấy ngày liền anh vẫn gọi cho tôi liên tục nhưng tôi không nghe máy bất cứ lần nào suốt mấy ngày liền tôi chỉ ngập chìm trong đau khổ trong đầu tôi chỉ đau đáu một điều rằng chồng tôi đã phản bội tôi từ khi nào giá mà anh lang trạ với bất kỳ một người đàn bà nào khác thì tôi sẵn sàng cam chịu nhưng đằng này anh lại làm cái chuyện đồi bại với chính con gái nuôi của mình cho dù tình yêu mà anh dành cho tôi có cao thượng như thế nào cho dù tôi là một con đàn bà không đẻ được nhưng tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện anh đã làm từ cái hôm đó tới nay con gái tôi cũng không hề gọi hay nhắn tin cho tôi tôi không thấy thất vọng vì điều đó nhưng mà tôi buồn buồn vì tôi đã dành yêu thương cho nó nhiều biết nhường nào tôi buồn vì chính nó lại đang tâm tiếp tay để phá vỡ hạnh phúc gia đình này đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao con gái càng lớn lại càng xa cách tôi nay tôi mới rõ những ánh mắt lạnh lùng mà con gái tôi nhìn tôi đều là có lý do tôi lấy lý do tôi không sinh được con để ly hôn dù tôi dù hận tôi vẫn giữ cho anh chút thanh danh với bố mẹ tôi tôi không muốn bố mẹ tôi biết những chuyện tồi tệ mà anh đã làm mặc cho bố mẹ khuyên can mặc cho bố mẹ tạo sức ép tôi vẫn muốn giải thoát cuộc đời mình khỏi cuộc hôn nhân này tôi đưa đơn cho anh tại một quán cà phê ven đường trong một chiều nắng nhẹ anh có xin giải thích. Anh níu kéo, nhưng trong lòng tôi tất cả đã nguội lạnh mất rồi. Ba tháng sau, tôi và anh hoàn tất các thủ tục ly hôn. Ngày bước chân tới tòa, trong lòng tôi nhẹ bẫng. Tôi không vui cũng chẳng buồn. Trong lòng tôi, giờ này chỉ chất chứa một nỗi đau vì bị phản bội. Đau đến dai dứt. Con gái tôi vẫn đi cùng bố nó tới tòa nó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và khinh ghét như thể chính tôi mới là người chen ngang vào mối tình của bố con họ vậy. Từ giờ phút này, nó không phải là con tôi nữa. Tôi càng không muốn gọi nó là con tôi. Vậy là ở độ tuổi 41, tôi trở thành một người phụ nữ độc thân, không chồng, không con. Tôi không muốn vùi mình vào nỗi đau dai dẳng Tôi xin nghỉ việc và rời đi đến một tỉnh khác, nơi cách xa, thật xa những con người bội bạc. Tôi muốn chạy trốn khỏi quá khứ và nỗi đau hẳn sâu vào tim tôi. Tôi, một người đàn bà ngoài 40 tuổi, cảm thấy lạc lõng và chẳng thể theo kịp những điều thức thời của hiện tại. Nhìn những đám trẻ vui đùa nhìn những thay đổi vui mắt ngoài xã hội mà bấy lâu nay chỉ vì lo toan trong gia đình mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi cảm thấy cô độc và chênh vênh. Với số tiền tôi được phân chia sau ly hôn, tôi mua một căn nhà nhỏ ở ven ngoại ô thành phố. Tôi không muốn hối hả đi làm sớm tối nữa. Tôi muốn tận hưởng quãng thanh xuân mà tôi đã bỏ lỡ trước đây. Tôi muốn sống lại những quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp nhất. Tôi muốn được sống cho chính tôi một lần. Tôi mua sắm, tôi đi khắp nơi mà tôi thích, thậm chí tôi còn cắt tóc ngắn và nhuộm sáng màu, điều mà trước nay chồng cũ tôi không cho phép tôi làm. Nhìn tôi trước gương, tôi không nghĩ rằng mình đã ngoài 40. Tôi cảm thấy mình thật trẻ trung và xinh đẹp. Tôi làm trái ngược tất cả những điều mà chồng cũ của tôi trước đây không thích và tôi cảm thấy vui vì những sự thay đổi đó của chính mình cũng không hẳn là tôi thích thế chỉ là tôi cảm thấy như thể tôi đang trả thù chồng cũ của mình nhưng thực ra thì đêm nào tôi cũng khóc ướt gối tôi biết tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm dạo gần đây cạnh nhà tôi có một người hàng xóm vừa chuyển tới chỉ nghe người ta kháo nhau anh là nhà văn thực ra tôi cũng chẳng quan tâm là mấy vì đối với tôi bây giờ mà nói đàn ông tôi cảm thấy không cần có mấy dạo tôi bắt gặp người hàng xóm cạnh nhà anh ta có lẽ hơn tôi vài tuổi thấy sống một mình và tính cách có vẻ lầm lì ít nói mỗi lần gặp mặt chúng tôi cũng chỉ là nhìn nhau và chào hỏi qua loa tôi nay cũng mở một hiệu may nhỏ ngay trước nhà tôi cũng chẳng cần kinh tế lắm vì một mình thân tôi cũng chẳng tiêu xài gì nhiều hơn nữa số tiền tôi có được cũng đủ để tôi sống một mình tới già nhưng mà ở không ấy buồn tay buồn chân nên là tôi mới quyết định mở hiệu may tôi tự tìm cho mình một công việc giết thời gian và cũng là tìm niềm vui cho mình vì căn nhà tôi làm khuất sau hàng hoa giấy nên cũng chẳng có mấy khách hàng tìm đến đây thi thoảng có vài ba người xung quanh mang đồ tới sửa nhưng mà như vậy cũng ổn ít việc như thế thì cũng vừa với sức tôi một sáng nọ anh hàng xóm nhà văn kế nhà tôi có mang sang một bộ vét anh ta muốn nhờ tôi sửa lại đôi chút để mặc trong dịp quan trọng sắp tới. Bộ quần áo khá cũ và bụi. Tôi đoán chừng là đã khá lâu rồi anh ta không mặc tới. Tôi tỉ mẩn sửa lại ý anh muốn với cái tính sạch sẽ vốn có thì nhìn cái áo bụi bẩn tôi không chịu được nên sẵn tiện tôi cũng giặt dùm và ủi phẳng phiu cho anh ta. Nhà gần nhau nên tôi cũng không ngại mang qua. Đây là lần đầu tiên tôi qua nhà hàng xóm kể từ khi anh ta chuyển tới. Căn nhà cũng đơn giản, thô sơ như căn nhà tôi vậy. Có một điều khiến tôi không vừa mắt, chính là căn nhà của anh ta um tùm những cỏ, mọc lan lên cả những bụi hoa hồng. Tôi được anh mời vào trong nhà. Đúng là căn nhà không có bàn tay phụ nữ, khá bừa bộn và bụi bặm. Duy trì có một điều khiến tôi choáng ngợp, chính là nhà anh sách rất nhiều. Để cảm ơn việc tôi giặt đồ, anh đã tặng tôi một cuốn sách do anh viết. Đó cũng là món quà đầu tiên tôi được tặng khi tới nơi này. Tôi chào anh và ra về. Chúng tôi một nam, một nữ không tiện cho việc nán lại nhà của nhau lâu. Đêm hôm đó, tôi lần dở từng trang sách mà anh tặng để đọc và câu chuyện trong đó đã cuốn tôi vào ngòi bút của anh thực sự sắc bén khiến cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ về tài năng ấy có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi dần có tình cảm hơn với anh tần suất chúng tôi gặp nhau ngày một nhiều khi thì anh mang đồ qua sửa khi thì tôi đứng nói chuyện cùng anh khi đang chăm sóc vườn cây đám cỏ rậm rạp cũng đã được anh dọn sạch vì thế không gian thoáng hơn Đứng bên nhà anh vẫn có thể nhìn qua nhà tôi qua một tấm hàng rào. Qua lời anh tâm sự thì anh sống độc thân, anh cũng từng có vợ, nhưng vợ anh không chấp nhận cuộc sống bình dị và nghèo khổ khi có một ông chồng suốt ngày chỉ biết viết sách. Chính vì vậy mà vợ anh đã phản bội anh và đi theo người đàn ông khác. Và bây giờ đây, hơn 40 tuổi anh vẫn sống một cuộc sống không vợ không con có lẽ câu chuyện của anh cũng có một phần giống tôi vì vậy mà tôi dần đồng cảm với anh tôi cũng đã tâm sự chuyện của mình cũng từ đấy mà chúng tôi như tìm thấy niềm an ủi cho nhau bởi những câu chuyện đời cùng nhau hôm đấy anh mời tôi qua nhà ăn cơm tối để đáp lại vì lần trước tôi đã mời anh ăn tôi tới từ sớm phụ anh nấu nướng bữa cơm tối giản dị bày ra trước mắt cùng những câu chuyện thường ngày thêm chút rượu vang tôi cảm nhận ánh mắt của anh dành cho tôi có vẻ khác anh từ từ tiến lại gần tôi nhẹ nhàng giữ lấy eo tôi và thận trọng tiến sát khuôn mặt tôi tìm một nụ hôn nhẹ một người đàn ông đã quá lâu sống cảnh một mình cùng một người phụ nữ đang độ hồi xuân như tôi cùng với những thiện cảm vốn có với nhau trước đó chẳng mấy mà tìm đến với nhau trong cuồng nhiệt và mê say tôi khi đấy đang thấm chút hơi men cũng chẳng nghĩ gì nhiều tôi cũng chẳng lo sợ tôi đang độc thân mà tôi cũng chẳng thể có con nên cũng chẳng cần e dè mà cho phép bản thân tôi buông xóa một lần. Trong cái giây phút đang hân hoan của ái lạc đấy, tôi đã nghĩ coi như là tình một đêm để khỏa lấp đi những khát khao trong bản thân mình cũng tốt. Đó cũng là đêm đầu tiên sau ly hôn tôi cảm thấy nhẹ nhõm mà có thể chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi đối diện với nhau trái với vẻ mặt ngượng ngùng và lồng nhiệt của anh thì tôi khá lạnh nhạt và rừng rưng anh nhìn ra được điều đó em không có chút tình cảm với anh sao tôi thủng thẳng mặc quần áo quay lưng lại với anh nói giọng lạnh lùng chúng ta đã nhiều tuổi để nói chuyện yêu đương em không sinh được con nên chúng ta càng không có sự ràng buộc nếu như có xảy ra chuyện đó nên là chúng ta đừng có nên dây dưa nói rồi tôi bỏ ra ngoài tôi không quay lại nhìn anh nhưng tôi biết anh đang đau khổ vì những điều anh đã làm cho tôi thì tôi biết anh đã yêu tôi rồi tôi bước ra khỏi cánh cổng mà lồng ngực mình quặn đau nhưng tôi cố gắng kiên quyết không để trái tim mình yếu mềm để xa vào tình yêu một lần nữa vì tôi sợ mình bị tổn thương nhưng mà sợi tơ duyên giữa tôi và anh đã bị buộc chặt vào nhau từ đêm hôm đó. Mặc dù cho tôi có chút lạnh lùng lảng tránh anh thì anh vẫn kiên quyết tìm đến tôi. Anh vẫn ân cần dịu dàng mặc cho tôi cáu bẳn khó tính. Tôi quyết định rời khỏi nơi này một thời gian để quên anh đi. Tôi đã sửa soạn trong âm thầm và định rời khỏi một cách thầm lặng để không cho anh biết nhưng mà khi vừa kéo vali ra sân thì tôi cảm thấy mỏi mệt chóng mặt và sau đó thì tôi không biết gì nữa tôi tỉnh dậy khi đã thấy mình nằm trong bệnh viện cạnh bên tôi là anh đang nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu thường ngày tôi vẫn còn mệt định ngồi dậy nhưng anh đã ngăn tôi lại em tỉnh rồi à em còn mệt không em bị làm sao vậy anh cầm lấy tay tôi áp tay tôi vào lồng ngực của mình em có thai rồi em đang mang trong mình con của anh anh nói rồi anh khóc mà tôi cũng khóc tôi không tin đây là sự thật chẳng phải kết quả khám trước đây là tôi bị vô sinh hay sao có lẽ nào anh lừa tôi không tôi ôm lấy bụng mình run run cầm tờ giấy siêu âm mà òa khóc anh đưa tôi về Tôi đã bằng lòng cùng anh chung sống Để nuôi dưỡng sinh linh bé bỏng Đang lớn dần trong bụng mình Tôi bắt đầu nghi ngờ Về chuyện kết quả khám trước đây Khi tôi qua thời gian ngén ngầm Tôi cùng anh về tìm chồng cũ của tôi Khi thấy cái bụng đang dần lớn Lấp ló sau tà áo mỏng Chồng cũ của tôi đã tái xanh mặt mà quỳ xuống Xin tôi tha thứ, điều khiến tôi sốc chính là lời thú nhận từ anh ta. Hóa ra, người bị vô sinh chính là anh ta, và để giữ thể diện của mình mà anh ta đã cháo kết quả xét nghiệm để tôi tưởng rằng chính tôi bị vô sinh. Tôi sốc và đau đến uất nghẹn, chỉ vì cái sĩ diện của anh ta mà để cho tôi phải chịu cái tội tay trời rằng gái độc không con và tôi phải chờ đợi được làm mẹ cho tới tận bây giờ trước mắt tôi giờ đây là một tên đốn mạt ích kỷ tôi hận hận chính con người mà tôi đã từng gọi là chồng ấy thế mà tôi đã từng tôn sùng và yêu anh ta một cách vô điều kiện anh ta quỷ xuống mà cầu xin tôi nhưng không thể xua đi sự tức tối trong lòng tôi lúc này. Tôi lấy hết sức mà tát anh ta một cái cho thỏa những đau đớn trong lòng. Vì tôi mang thai nên tôi phải đành nín nhịn lại những hận thù trong lòng ngay lúc này. Tôi quay về nhà để bỏ quên đi gã đốn mạt kia. Bây giờ tôi đã sinh được một đứa con trai kháu khỉnh và sống hạnh phúc bên người chồng mới là anh tôi bây giờ đã cảm thấy thỏa mãn với những gì tôi đang có hiện tại qua một vài người bạn thì tôi biết đứa con nuôi của tôi trước kia nó không ngoan như những gì tôi thấy nó yêu đương cặp kè với rất nhiều người rồi những trận xung đột ghen tuông ngày một nhiều thành ra chuyện chồng cũ của tôi với nó bị bại lộ Nghe đâu, hắn ta đã bị bắt vì tội giao cấu với trẻ chưa đủ 16 tuổi. Nhưng lòng tôi vẫn rừng rưng không một chút thương xót. Suy cho cùng, đây là kết cục xứng đáng cho những kẻ phản bội. Giờ đây, có lẽ tôi nên khép lại những hận thù, dù biết rằng vẫn có chút dây dứt trong lòng. Nhưng hạnh phúc hiện tại tôi đang có cũng là một ân huệ lớn cho tôi rồi. Vì tôi biết rằng nếu chôn vùi mình mãi trong hận thù thì chính tôi mới là người đau khổ. Suy cho cùng, biến cố vừa rồi cũng là một cơ hội để cho tôi được gặp chồng mới của tôi bây giờ, để tôi được làm mẹ, để tôi được yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Đớn đau chất chồng đúng là câu chuyện đầy nước mắt về số phận của một kiếp đàn bà quá nhiều đắng cay phải không các bạn trăm cay ngàn đắng có lẽ không gì bằng bị chính người mà mình thân yêu tin tưởng nhất phản bội audio chuyện hay chúc quý vị và các bạn có những giây phút thực sự thư giãn sau khi nghe chuyện cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh truyện tạm biệt và hẹn gặp lại.